Chào các bạn quay lại với kênh Subgaming. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại một Super Runner nữa nha các bạn. Và đây là Super Runner đầu tiên luôn các bạn. Đó chính là Super Runner J, nhân vật của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ván trượt thì hôm nay Super Runner J sẽ sử dụng cái ván trượt đến từ vào Death New York các bạn. Và cái ván trượt này mình thấy trước đây có rất là ít bạn yêu cầu, hầu như là không có yêu cầu luôn các bạn. Đó chính là cái ván trượt Approach. Cái ván này đây. Và chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức cái bài nhạc nền ở các bạn update When It's Beat các bạn. Đây là một cái bài nhạc nền mình cũng rất là thích luôn, nó cũng rất là nhẹ nhàng. Và đây cũng chính là lời yêu cầu của người bạn cũng rất quen thuộc của kênh, đó chính là bạn Super Super TikTok. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá năm mới luôn nha các bạn. Và trước khi bắt đầu thì mình cũng xin chúc cho bạn Super Super TikTok và gia đình năm mới luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong năm nay nhé. Còn bây giờ thì xuất phát thôi các bạn ơi. We'll be right back.
Thank you.